Tuổi Ngọ năm 2022, công danh sự nghiệp viên mãn, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình xin mến chúc quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, thưa quý vị kính mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã. Để được hòa mình vào thiên nhiên, những người tuổi Ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống này. Và trong năm 2022 Nhâm Dần, do được tam hợp cục với Thái Tuế cho nên vận trình sự nghiệp khá là suôn sẻ và thuận lợi. Trong năm nay thì công việc liên tục thăng tiến, bản thân thì luôn bình tĩnh để không xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay là cấp trên. Tài vận của tuổi Ngọ thì cũng khá là khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên là chỉ cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào những thời điểm này thì trong năm 2022 Nhâm Dần, những người tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong năm nay lại vững vàng tự tin về thành công của mình như vậy thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, Thái Tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân ngự trị. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Ngọ năm 2022 Nhâm Dần. Xem tử vi năm 2022, lưu niên và Thái Tuế tam hợp tạo thành bán hợp hỏa cục, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Ngọ, hứa hẹn một năm thăng hoa và rực rỡ. Đường tài lộc vượng sắc, có lợi cho các dự án kinh doanh hợp tác, marketing bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Điềm báo tử vi cho thấy, vận trình tình cảm của con giáp này khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Về tài lộc, bán hợp hỏa cục sinh vượng tài lộc hỗ trợ mạnh mẽ cho việc làm ăn, kinh doanh, cầu tài, cả thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể. Nhìn chung, đương số có một năm khá dữ dội về tài chính. Sức khỏe nhìn chung khá tốt, nhưng do bản thân sinh cho lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Trong năm 2022 Nhâm Dần, các gia chủ sẽ cần phải cẩn trọng chú ý tháng Nhâm Tý, có nghĩa là tháng 11 âm lịch, từ ngày 24 tháng 11 đến 22 tháng 12 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Ngọ. Vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022. Năm nay gia chủ tuổi Ngọ gặp năm tam hợp Thái Tuế, đương số như gặp được thiên thời, địa lợi. Chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Đây chính là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu tiếp xúc với người có quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan, tiến chức của bạn. Cái thiếu của đương số nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Về đường quan vận năm nay, công việc có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng. Vì thế không có lý do gì mà đương số lại gặp khó khăn trên con đường thăng tiến. Thời cơ đã đến, quan lộ rộng mở, thanh thang. Hãy cứ đặt mục tiêu rõ ràng, đương số sẽ biết cách để chinh phục thử thách và tiến tới thành công. Vậy nên để tăng cường thêm vận may trong công việc, quý gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được quý nhân tương trợ, giúp cho vận trình sự nghiệp luôn được hanh thông thuận lợi, từ đó tài lộc vượng tiến. Tử vi về tài lộc tiền bạc của mệnh chủ tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022. Năm Nhâm Dần 2022, cục diện Ngọ Dần bán tam hợp cùng trợ lực cho nên đường tài lộc của tuổi Ngọ cực kỳ lý tưởng. Những người sinh năm Ngọ về vận thế tổng thể năm nay rất khá. Về tài vận,
Có thái tuế tinh hỗ trợ là tài tinh, cho nên làm việc gì cũng đều có thái độ tích cực, có rất nhiều cơ hội phát triển. Hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp thì có thể tạo ra được nhiều của cải. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ cũng đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sớm được tăng lương, thăng chức. Người làm chủ, làm tư thì mua may, bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Tuy nhiên, có thời điểm hung tinh tác động mạnh mẽ về tinh thần, đương số suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác. Rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Trong năm nay, con giáp này không cần phải quá lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tiền bạc về tay. Cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này tuổi ngọ có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán, sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu nhập không ngừng lớn mạnh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để cho vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Về tử vi sức khỏe của mệnh chủ tuổi ngọ năm Nhâm Dần 2022. Tử vi năm 2022 của tuổi ngọ cho thấy, dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, xét về tổng thể, sức khỏe tuổi ngọ bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, trong năm Nhâm Dần, bản mệnh sinh cho lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh được những thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên, tuổi ngọ nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay nhiều nước như là sông hồ, ao suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng, kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi ngọ năm Nhâm Dần 2022. Xem vận trình tình duyên của tuổi ngọ năm 2022, năm mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng do tam hợp thái tuế, tài vượng sinh quan cho nên những mệnh chủ tuổi ngọ dễ thu hút được sự yêu mến của người khác giới, vận đào hoa rất tốt. Bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, bạn dễ dàng tự tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có tình cảm. Những bạn đơn thân nên nắm bắt cơ hội tốt này. Nam tuổi ngọ thông minh, tài giỏi và có phần thực tế. Song, bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Với các cặp đôi đang yêu nhau, tình cảm tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn. Có điều, nhiều khi tâm tình biến đổi thất thường nếu không kiểm soát tốt cảm xúc, để cái tôi của mình quá cao. Đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái trong nhà, hoặc nếu muốn sinh con trong năm Nhâm Dần, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tinh thần và vật chất để chào đón con chào đời trong điều kiện tốt nhất. Vận hạn chi tiết của từng tuổi ngọ trong năm Nhâm Dần 2022. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, dương liễu mộc. Về cơ bản, năm Nhâm Dần là một năm khá yên bình đối với người tuổi Nhâm Ngọ. Mọi mặt trong cuộc sống của bản mệnh đều có những bước phát triển nhất định. Nếu bản mệnh cố gắng tập trung cho nhiệm vụ của mình thì bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân. Tình hình tài chính nói chung ổn định, nguồn tiền chủ yếu đến từ các công việc làm thêm cũng như tiền trợ cấp của cha mẹ, người lớn trong nhà. Các mối quan hệ xã giao phát triển ổn định, bản mệnh có thể làm quen với vài đối tượng đem lại tác động tích cực trong lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, lộ bàng thổ. Vận trình trong năm 2022 của người tuổi Canh Ngọ khá lý tưởng. Con giáp này, đường công danh có quý nhân nâng đỡ, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn. Trong chuyện tình cảm, Canh Ngọ nếu còn độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong cảnh chăn đơn gối chiếc. Hãy lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người,
nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, Thiên Thượng Hỏa. Người tuổi Mậu Ngọ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong năm 2022 này. Đương số có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Về phương diện tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đó bản mệnh phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ, thì nay đã có thể làm ăn có lãi, được thưởng nóng, tăng lương. Quan hệ xã giao thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp cho bản mệnh đạt được nhiều thành công trong cuộc sống thuận lợi hơn. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, Thiên Hà Thủy. Người tuổi Ngọ sinh năm 1966, trong năm 2022, vận trình không có gì nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm, sự nghiệp thuận lợi, có đà thăng tiến, nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản con giáp này phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất sẽ giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên nên chú trọng sức của mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi. Chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên tự ép bản thân quá nhiều. Khoảng quý năm vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần phải cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định, đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, Sa Trung Kim. Lâm cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu nhâm dần, sẽ là một năm có nhiều may mắn cho đương số. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc, cho nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả trong những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, người tuổi Giáp Ngọ được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Các gia chủ tuổi Ngọ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phần nào phân tích xong về phần luận giải tử vi lá số của tuổi Ngọ trong năm 2022 nhâm dần, và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai rồi, đúng không ạ? Qua chương trình này thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình hàng ngày để giúp thay đổi vận mệnh. Từ đó, quý vị sẽ may mắn và thành công hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với những người thực hiện chương trình xin mến chào và hẹn gặp lại.